Ông Phượng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Hồng Phượng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một ngôi nhà thờ Công giáo có công trình kiến trúc rất là độc đáo, thu hút rất là nhiều khách tham quan khi đến Bảo Lộc. Đó là nhà thờ giáo xứ Bảo Lộc. Hồng Phượng mời quý vị và các bạn cùng tham quan nơi đây nhé. Bởi vì nằm ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc nên khi di chuyển đến đây thì không quá khó khăn. Để có thể đến nhà thờ, bạn chỉ cần chạy xe men theo con đường Trần Phú đến số 715 là sẽ thấy nhà thờ đây các bạn. Bởi vì Hồng Phượng là người từ xa đến nên không biết là nhà thờ giờ lễ như thế nào, nên Hồng Phượng đến đây để xem trước. Thì sáng ngày mai Hồng Phượng sẽ đi nhà thờ và quay ở phía bên trong cho mọi người xem. Còn bây giờ Hồng Phượng sẽ quay ở bên ngoài trước. Khuôn viên ở đây rất là rộng rãi và thoáng mát. Nhà thờ sở hữu kiến trúc có 102 với tông màu xanh lam là chủ đạo. Đây là một nhà thờ lớn trực thuộc Giáo hội Việt Nam, được du khách và tín đồ tôn giáo thường đến đây. Một cái nhà thờ rất là nổi tiếng tại Lâm Đồng đó quý vị, được rất nhiều giáo dân tới để cầu nguyện và làm lễ. Được xây dựng từ năm 1994 theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ và sự tham gia của kiến trúc sư Nguyễn Hồng Sơn. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là tác giả của đề án thiết kế Dinh Độc Lập đó quý vị, một cái di tích lịch sử quốc gia tại Sài Gòn mà Hồng Phượng đã giới thiệu trong video trước. Qua đề án thì ông Ngô Viết Thụ đã diễn tả nguyên tắc dùng hài hòa khối bằng kim số, một cách tinh vi và khoa học. Tuy là mang dáng dấp kiến trúc phương Tây nhưng nhà thờ lại có những nét dân tộc rất là độc đáo. Phía ngoài nhà thờ thì có hình vuông tượng trưng cho đất, phía trong thì có hình tròn tượng trưng cho trời, được chống đỡ bởi 12 cây cột biểu hiện cho 12 tông đồ gánh vác giáo hội. Nhà thờ có sức chứa khoảng 3.000 người đó quý vị. Với lối thiết kế vừa tạo cảm giác hiện đại vừa mang nét cổ kính thì nhà thờ Bảo Lộc được xem là một nhà thờ đẹp ở Lâm Đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong thánh đường để xem như thế nào nhé. Và khi vào trong thánh đường thì bạn sẽ chiêm ngưỡng một cái mái vòm với hình dạng rất độc đáo, nằm liền kề nhau tạo thành một thể thống nhất. Phần trần nhà thờ là một mái vòm tròn đường kính 36m, được chia thành 12 cánh ôm lấy vòng trung tâm đường kính là 6m. Trần nhà thờ được làm bằng chất liệu thạch cao với những nét khắc rất là tinh tế. Đây cũng là điểm nhấn của công trình này. Bên trong nhà thờ còn có bộ tranh kính màu diện tích là 66m2, gồm 33 bức. Đây cũng là bộ tranh kính màu lớn nhất trong các nhà thờ Việt Nam. Thank you.
Bên phải thánh đường chính là tượng Đức Mẹ vô cùng trang nghiêm. Đi dọc ra sân sau, bạn sẽ chiêm ngưỡng được những bức tượng và tiểu cảnh xinh xắn được trang trí hai bên các lối đi. Cũng như tất cả mọi nhà thờ trên khắp đất nước thì nhà thờ giáo xứ Bảo Lộc cũng chính là nơi thờ phụng và cầu nguyện cho những ai theo đạo. Và nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bế tắc trong cuộc sống và đang tìm kiếm một nơi để tạm lánh mọi buồn phiền thì đây chính là điểm lý tưởng mà bạn không thể bỏ qua. Để lại sau lưng những trăn trở muộn phiền khi bước vào nhà thờ, bạn sẽ thấy được sự bình yên trong tâm hồn. Và nếu bạn có dịp du lịch đến Bảo Lộc thì đừng quên tham quan và cầu nguyện ở nhà thờ Bảo Lộc bạn nhé. Còn bây giờ, Hồng Phượng xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồng Phượng kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Hồng Phượng nhé. Hồng Phượng xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.